bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Huỳnh Hiệu Minh tái hôn với bạn gái, động thái Angela Baby gây bất ngờ. Sau hơn 2 năm, Huỳnh Hiệu Minh đã hoàn toàn chấm dứt với Angela Baby để bước chân vào một cuộc hôn nhân mới. Theo trang Soho đưa tin thì sau 2 năm hẹn hò, Huỳnh Hiệu Minh đã quyết định cầu hôn bạn gái Diệp Kha. Trong một buổi hẹn riêng tư, Huỳnh Hiệu Minh đã mang theo hoa hồng cùng nhẫn và sau đó quỳ xuống cầu hôn Diệp Kha theo đúng phong cách của tổng tài bá đạo. Nàng hot girl đã rất kinh ngạc và hạnh phúc trước hành động của người yêu. Cô cũng ngay lập tức đồng ý lời cầu hôn này. Trước thông tin do trang Soho chia sẻ, phía tài tử thần điêu đại hiệp vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Cnet cho rằng nếu Huỳnh Hiệu Minh tái hôn cũng không phải điều gì lạ, dù sao anh đã ly hôn Angela Baby được gần 3 năm và nên có một gia đình mới rồi. Hơn nữa, nam diễn viên nổi tiếng đã rất hạnh phúc ở bên Diệp Kha, khi có lẽ cô cũng là một đối tượng phù hợp để kết hôn. Hiện phía Angela Baby vẫn giữ im lặng, dường như cô không mấy quan tâm đến quá khứ và chỉ tập trung vào phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, từ khi chia tay Huỳnh Hiệu Minh, đất diễn của mỹ nhân hoa ngữ trở nên khiêm tốn hơn. Được biết, Huỳnh Hiệu Minh và Diệp Kha đã bắt đầu hẹn hò từ năm 2022, không lâu sau khi ngôi sao 7X hoàn tất xong thủ tục ly hôn với vợ cũ Angela Baby. Cặp đôi không chính thức công khai chuyện hẹn hò nhưng cư dân mạng đều biết họ đang ở bên nhau. Huỳnh Hiệu Minh cũng hay thể hiện tình cảm của mình bằng việc tặng quà cho Diệp Kha mỗi khi cô livestream. Còn nàng hot girl 9X luôn là người chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống với bạn trai nổi tiếng. Trang Soho đánh giá, Diệp Kha hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với Huỳnh Hiệu Minh. Cô bạn gái kém 15 tuổi này của Huỳnh Hiệu Minh đã có khối tài sản lên đến 100 triệu tệ, khoảng 350 tỷ đồng, nhờ vào chuỗi cửa hàng ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Điều quan trọng hơn đó là Diệp Kha cũng từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cô có thể đồng cảm với hoàn cảnh của Huỳnh Hiệu Minh nên hai người mới bên nhau lâu được như vậy. Tuy nhiên, không ít lần bạn gái Huỳnh Hiệu Minh bực bội khi bị so sánh với Angela Baby. Chia sẻ trên trang cá nhân, người đẹp Diệp Kha bày tỏ, đứng lan truyền tin đồn nhảm nữa, một số người đã bị kiện đấy, Diệp Kha cho biết. Cô thường xuyên bị một số cư dân mạng so sánh với nữ diễn viên Angela Baby, vợ cũ của Huỳnh Hiệu Minh, hay bị xem là người thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiệu Minh và người đẹp sinh năm 1989. Mỹ nhân họ Diệp cho biết, cô đang nhờ luật sư tiến hành khởi kiện những người làm tổn hại danh dự mình. Sau khi thừa nhận ly hôn Angela Baby vào tháng 1 năm 2022, Huỳnh Hiệu Minh bị nghi ngờ hẹn hò với người mẫu Diệp Kha. Chuyện tình cảm của họ bị phát hiện vào tháng 2 năm 2022, nên một số người cho rằng nam diễn viên ngoại tình quyết tâm chia tay vợ cũ. Dù Huỳnh Hiệu Minh và Angela Baby đã chia tay hơn 2 năm nhưng nhiều khán giả vẫn không chấp nhận sự thật này, mong họ sớm đoàn tụ. Tài tử Huỳnh Hiệu Minh và Diệp Kha chính thức hẹn hò vào tháng 5 năm 2022, nhưng phải tới tháng 10 năm 2022, truyền thông Hoa ngữ mới đưa tin. Trước sự tò mò của truyền thông, hai người lựa chọn im lặng. Nam diễn viên và hot girl mạng xã hội từng chia tay một thời gian ngắn nhưng rồi lại tái hợp. Tháng 12 năm 2023, Huỳnh Hiệu Minh và bạn gái đưa nhau đi du lịch Maldives. Diệp Kha từng là hoa khôi của trường Đại học Thâm Quyến Trung Quốc. Cô từng góp mặt trong top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam Trung Quốc năm 2020 và là quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. Song sự nghiệp trong làng giải trí của cô khá mờ nhạt. Người đẹp thế hệ 9X được cho là kết hôn với một người đàn ông giàu có ở Thâm Quyến Trung Quốc. Theo Quy Quy, chồng cũ của Diệp Kha là chủ của một công ty có vốn khoảng 1 triệu nhân dân tệ, 3,4 tỷ đồng. Sau khi kết hôn, Diệp Kha tạo dựng thương hiệu thời trang riêng và mở thẩm mỹ viện. Sau thời gian ngắn kết hôn, hai người chia tay. Khi ly hôn, người đẹp được cho là nhận được một nửa số tài sản từ chồng cũ. Hậu chia tay chồng, Diệp Kha xây dựng hình tượng một phụ nữ độc thân, xinh đẹp, quyến rũ và có sự nghiệp riêng sau hôn nhân đổ vỡ.